Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp trong chiều ngày thứ Sáu và tiếp theo sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị theo dõi những thông tin chính sau đây. Chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị tấn công tại nhà. Elon Musk nắm quyền kiểm soát Twitter, lật đổ các giám đốc điều hành hàng đầu Bé trai 7 tuổi bị đạn, đạn lạc đã chết trong nhà. Sau đây mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Paul Pelosi là chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị tấn công bằng búa tại nhà ở San Francisco vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay. Tuy nhiên, thì ông Paul, 82 tuổi, điều trù sẽ hồi phục hoàn toàn. Văn phòng của đảng Dân Chủ cho biết trong một tuyên bố, Drew Hamill, phát ngôn viên của Nancy Pelosi đã cho biết, kẻ hành hung đang bị giam giữ và động lực đang được điều tra. Bà Pelosi đang ở Washington vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ông bà đã kết hôn từ năm 1963 và đã có 5 người con. Tiếp theo, Elon Musk đã nắm quyền kiểm soát Twitter, lật đổ các giám đốc điều hành hàng đầu Ông Elon Musk đã nắm quyền kiểm soát Twitter và lật đổ CEO là giám đốc tài chính và luật sư hàng đầu của công ty. Sau đó thì ông đã viết trên trang mạng Twitter rằng con chim đã được thả tự do, ám chỉ đến logo của Twitter. Việc thay đổi đến chỉ vài giờ trước thời hạn do thẩm phán Delaware đặt ra để hoàn tất thỏa thuận vào thứ sáu, dọa rằng sẽ lên lịch, lịch xét xử nếu như Elon Musk không đạt được thỏa thuận. Mặc dù thay đổi nhanh chóng, nhưng các hành động thay đổi nhân sự lớn đã được nhiều người mong đợi và gần như chắc chắn xảy ra. Vì ông Musk đã tuyên bố sẽ cắt giảm nhân sự để tìm lợi nhuận cho công ty trong tương lai. Nhiều người đang quan tâm là liệu Elon Musk sẽ cho phép cựu Tổng thống Donald Trump quay lại hay là không. Thứ hai là nhạc sĩ gốc Phi Châu là ông Kanye West, người đã có tuyên bố kỳ thị người Do Thái và đang bị chỉ trích Giới chuyên gia cũng quan tâm là liệu Elon Musk vẫn giữ nguyên hoạt động kiểm soát những thông tin sai lạc do những kẻ xấu đưa lên mạng Twitter hay là không. Trong khi đó, thì bé trai 7 tuổi đã bị đạn lạc chết ở trong nhà. Cảnh sát ở Chicago vào hôm nay đã tuyên bố tiền thưởng 15.000 Mỹ Kim cho ai cung cấp chi tiết về vụ nổ súng khiến cho đạn lạc làm một bé trai 7 tuổi thiệt mạng trong lúc em đang ở trong nhà. Vụ nổ súng đã xảy ra ở công ty Humpo. Nạn nhân là hai tên Akim Brisco đã bị một viên đạn lạc bắn vào bụng vào đêm thứ tư khi em đang rửa tay và chuẩn bị đi ngủ. Cảnh sát cho biết viên đạn lạc đã xuyên qua cửa sổ nhà sau khi tiếng súng nổ ra trong con hẻm ở khu phố 2600 của đại lộ West Potomac. Akim đã bị bắn trước mặt mẹ và hai anh chị em của mình. Gia đình đang cầu xin công chúng giúp đỡ cảnh sát tìm ra kẻ đã nổ súng ngoài đường phố. Theo dữ liệu của Chicago, thì tính đến nay đã có 298 trẻ em bị bắn, 41 em tử vong trong năm nay. Và cha mẹ kiện về cái chết của con trai sau khi uống thuốc nổ Ratham. Ông bà Dana và John Bob chưa bao giờ nghe nói về thuốc bổ Kratom trước khi con trai 23 tuổi của họ là Ethan được tìm thấy đã chết trên sàn bếp trong căn nhà vào tháng 12 năm ngoái với chó cưng bên cạnh. Kratom là thuốc bổ chiết xuất từ lá của một loại cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Kratom được sử dụng để làm viên nang, bột và chất lỏng và được bán trên thị trường như một chất hỗ trợ giảm đau, giảm lo lắng và giảm sự lệ thuộc vào thuốc ở Georgia và một số bang khác thì tratam thường được bán tại các trạm xăng và cửa hàng thuốc lá. Tuy nhiên thì cuộc khám nghiệm tử thi của cục điều tra Georgia cho cho thấy anh Ethan Pope đã chết do nhiễm độc chất Mitragini và không có rượu hoặc là ma túy bất hợp pháp trong hệ thống tuần hoàn. Mitragini là một hợp chất tác động đến thần kinh có từ chất trong lá tratam. Theo cục quản lý dược phẩm và thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Dana và John Bob đã đệ đơn kiện oan sai chống lại khoảng một chục người, các công ty và tổ chức có liên quan đến việc sản xuất, quảng bá và bán Traytum. Họ không biết con trai họ đã sử dụng Traytum trong bao lâu, nhưng chắc chắn là con họ đã phải gặp những tác dụng phụ. Và thông tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ. Cảnh sát điều tra vụ cháy nhà ở Oklahoma đã khiến cho 8 người chết. Tám người được tìm thấy đã chết vào chiều thứ Năm sau một vụ cháy nhà ở Oklahoma. Chính quyền địa phương và liên bang đang điều tra vụ hỏa hoạn có thể là một vụ án mạng hoặc tự tử tập thể. Đám cháy được báo cáo vào khoảng 4 giờ chiều ở Broken Arrow, ngoại ô của thành phố Tusa của tiểu bang Oklahoma. Cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về ai đã thiệt mạng hoặc là cách thức đám cháy được gây ra nhưng họ không tin rằng có một mối đe dọa ngay lập tức đối với công chúng. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, các báo cáo sơ bộ là đây sẽ là một cuộc điều tra giết người, điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với những nạn nhân này. Phát ngôn viên cảnh sát cũng gọi hiện trường là phức tạp và từ chối bình luận về bất kỳ cuộc tìm kiếm nghi phạm nào. Cảnh sát nói rằng, các nhân chứng nói với họ rằng một gia đình 8 người sống trong ngôi nhà, hai người lớn và 6 trẻ em. Một nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy một cục khói gần nhà khi đang lái xe trên đường. Nhân chứng cũng báo cáo họ đã nhìn thấy hai người đàn ông và một phụ nữ bên ngoài ngôi nhà. một người đàn ông thứ ba xuất hiện khi một phụ nữ trẻ bất tỉnh ra khỏi tòa nhà. quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ và tiếp theo đài Little đô Sài Gòn TV của chúng tôi có một thông cáo báo chí muốn gửi đến giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong mùa cúm. Bạn đang tìm cách phòng ngừa cảm cúm vào mùa dịch bệnh phải không? Một trong những cách bảo vệ sức khỏe là giữ gìn vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khỏe cho tốt. Che miệng khi ho và rửa tay thường xuyên có thể giúp ngăn chặn sự lan truyền của vi trùng và phòng ngừa các bệnh hô hấp như là cúm. Thực hành các thói quen có lợi cho sức khỏe như là ngủ đủ giấc, vận động cơ thể, giảm căng thẳng, uống nhiều nước và ăn những thức ăn bổ dưỡng. Bỏ hút thuốc lá cũng là một cách quan trọng để sống khỏe mạnh, vì trong một điếu thuốc thì có hơn 7.000 hóa chất và nhiều loại trong số đó có hại cho cơ thể. Khi bạn bỏ hút thuốc, hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn ít tiếp xúc hơn với chất nicotine, vì thế bạn sẽ dần dần khỏe mạnh hơn. Asian Smokers Weekly, hay còn gọi là ASQ, Trung tâm cai thuốc lá dành cho người Việt, số điện thoại 1800 778 8440, 1800 778 8440 được tài trợ bởi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC là dịch vụ miễn phí qua điện thoại để hỗ trợ cai thuốc lá và thuốc lá điện tử bằng tiếng Việt tại Hoa Kỳ những người hút thuốc lá nói tiếng Việt đang sống tại Hoa Kỳ có thể nhận được hai tuần miễn dán nicotine miễn phí nếu hội đủ điều kiện sau khi ghi danh. Hãy gọi cho ASQ, trung tâm cai thuốc lá dành cho người Việt tại số 1800 778 8440, ghi danh qua trang mạng www.asq-viet.org. Thưa quý vị, và tiếp theo, Đài Little Sài Gòn TV có một thông báo muốn gửi đến quý vị. Black Nose Entertainment hân hạnh giới thiệu vũ hội hóa trang vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 tại Mon Amour Banquet 3150 West Lincoln Avenue, Anaheim, California 92801. Phần dạ tiệc với các món ăn đặc sắc có cả lobster và sau đó là chương trình dạ vũ theo đúng phong cách nhạc tour giống như tại Sài Gòn vào những năm xưa. Với các ca sĩ nổi tiếng như là Ý Lan, Đon Hồ, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Andrew Gia Hưng, cùng ban nhạc Black Notes và nhạc sử sĩ, sĩ dự. Điều, điều khiển chương trình là luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, giá vé chỉ từ 90 Mỹ Kim. Đặt vé và bảo trợ xin gọi cho Sông Linh 714-260-4569. 714 Thưa quý vị. Quý vị vừa theo dõi phần tin của chương trình tin tức tổng hợp trong ngày của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Và sau phần quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với Đinh Quang Anh Thái và Hoàng Trọng Thụy thảo luận về các vấn đề của Trung Quốc. Thanh Tâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong chiều ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần trong không khí của lễ hội Halloween thật vui, thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.